Chào em. Đi xa có mệt không? Lâu quá mới gặp. Nhìn anh trẻ ra đó nha. Cảm ơn em nha, trông em cũng xinh hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Hôm trước trên điện thoại anh có nói về dinh dưỡng rất là hay. Cho em coi sản phẩm mới được không? À được chứ, chờ anh một tí nhá. Đây, anh có mang theo đầy đủ đây. Ô, ba lô Samsonite hả? Đúng rồi em. Em rất là thích sản phẩm của Samsonite. Rất là bền và gọn nhẹ. Nhưng mà có cái giá hơi mắc, cả triệu lận á. Thả biết không, anh mua chiếc ba lô này với giá chỉ có 199.000 thôi. Thật hả? Đúng chứ, săn hàng hiệu là mình phải có chiêu. Chiêu gì vậy anh? Để anh bật mí cho Thảo nhé. Với mỗi hóa đơn mua các sản phẩm Nutrilite trị giá 4.500.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội mua ba lô Samsonite chỉ với giá 199.000 đồng. Chương trình áp dụng từ ngày 6 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017. Thảo biết không, đây còn là phiên bản giới hạn giữa Nutrilite và Samsonite đấy. Wow, quá tuyệt. Vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa được mua sản phẩm đẳng cấp với giá ưu đãi nữa. Đúng rồi. Chào tụi em. Ôi, chào anh. Anh đang làm gì bạn tác sao nổi vậy? Dạ, chào anh. Chào em. Đây là bạn em. Chào em. Em đang trao đổi với bạn em về chương trình khuyến mại của Nutrilite và Samsonite. Chương trình đẳng cấp nhân đôi. Anh ngồi đi. Mời em ngồi. Chương trình này như là một lời tri ân, lời chúc của Amway đến tất cả các chị em nhà phân phối nhân dịp đầu năm tài chính mới. Đây là Thảo, bạn em. Em mới trao đổi với Thảo về ý tưởng kinh doanh cùng Amway. Và Thảo cũng muốn trở thành thành viên của đại gia đình Amway đây anh. Quá tuyệt, còn chần chờ gì nữa, hành động ngay thôi. Nhất trí.